Xin kính chào các bác. Ở video clip này em đã tuyển tập tất cả những cặp loa thùng nặng và đây là những cái mẫu loa Nhật Bass 30 đến từ những thương hiệu Pioneer, Technic, Yamaha, Onkyo và Diatone. Những cặp loa phải gọi là trong cái tầm tiền của nó cực kỳ hay các bác nhé. Và ở đây em sẽ tất cả những cặp loa có mặt trong video clip này em sẽ xếp một hàng các bác. Em sẽ để các bác giá cực kỳ tốt luôn. Bác nào có nhu cầu sở hữu những cặp loa cao cấp mà để giá tiền tầm trung các bác nhé, giá tiền tầm trung và rẻ, gọi là giá bình dân các bác, thì các bác hãy xem video clip này. Có rất nhiều những mẫu loa thật sự chất âm nó rất cao cấp nhưng mà giá tiền nó rất là mềm các bác ạ. Thì đầu video em sẽ có một cặp loa của nhà Pioneer. Đây là một cặp loa cực kỳ nổi tiếng các bác nhé. Để các bác biết luôn là dòng này thì các bác biết chắc giá của nó rồi. Giá trong dòng 180D, 180D, 183 La Mã và 180. Nó dòng nữa là dòng 9500 các bác. Đó, nó đều là những cái cặp loa nó có chất tiếng như nhau các bác nhé. Thì cái thằng F180D này về căn bản các bác nhé, nó tiếng nó như 183 La Mã và các bác, và đời nó cao hơn 183 La Mã các bác nhé. Nó sử dụng một con chép điện và một chung đôm và một bát mang chất liệu nhựa tổng hợp các bác. Rất là mềm các bác nhé, cực kỳ mềm luôn. Và cặp này các bác vừa đánh với con Sansui 67X The Cat này thì gọi là vô đối luôn các bác nhá, chất tiếng khỏi nghĩ luôn, quên sầu luôn. Con này em để các bác giá rẻ này. Đó các bác. Thì 180D này, tí em sẽ lìa qua báo giá một số những sản phẩm âm ly Nhật Bản giá rẻ nữa luôn các bác. Thì em sẽ báo giá loa trước đi các bác. F180D này các bác nhu cầu sở hữu trong tháng 7 này các bác nhá. Từ giờ cho đến hết mùng 2 tháng 9 nữa các bác. Nghĩa là từ giờ đến mùng 3 tháng 9, đó từ hết nghỉ lễ. Em sẽ để các bác giá cực kỳ rẻ trong cái đợt giữa tháng 7 này. Cầm 180D này để các bác giá bình thường nó 17 triệu rưỡi, rẻ nhất các bác mua 16 triệu rồi. Em để các bác cặp loa này giá cực kỳ rẻ cũng nhá, 15 triệu 200 các bác, chỉ 15 triệu 200 thôi các bác. Giá này là giá bọn em để các bác giá cực kỳ rẻ, e căng zin chưa bọc lại các bác nhá. Đó, một cặp loa xuất sắc luôn đó các bác. 180D đó các bác, 180D thùng vách căng đét các bác nhá. Loa này loa tuyển chọn đó các bác. F180D 200W một thùng, 6.3 ohm các bác nhá. Giờ và lờ đấy các bác, 15 triệu 200 thôi. Giá rẻ bình thường cả đôi triệu luôn đó các bác. Các bác lưu giữ em nhé, cái nón này nón zin các bác nhá. Rất nhiều nơi nón màu đen là nón thay đấy các bác, lưu giữ em. Nón nó phải màu này các bác. Đó. Thì cái loa nhà em thì tất cả những cái cặp loa ở trong cửa hàng em đều là loa hàng tuyển đấy các bác ạ. Kể những cặp 2 3 triệu, 4 5 triệu bốc xèo nhỏ nhỏ thôi. Em cũng tuyển cho các bác nhá. Ví dụ như cặp loa bốc xèo nhỏ này chỉ có 2 triệu 8 thôi các bác, đây này. Boston này. Cũng là những cặp loa tuyển các bác nhé, chứ không có loa xấu đâu các bác. Đó. Đây các bác, đây là dưới đáy này, dưới đáy để loa này, đây là dưới đầu nó này để ngược chiều các bác. Đẹp như vậy các bác, đó. 2 triệu 8 cặp loa Mỹ này thôi. Búp xeo các bác nhá. Đó. Để các bác rất rẻ, cái cặp này bát của nó 18 phần các bác nhá. Đó. Boston A40 này 2 triệu 8 rồi. Giá rất rẻ các bác nhá. Thì 180D này, bát 30. Thùng lỗ thông hơi phía trước hai vi tinh chỉnh. Siêu đẹp luôn, để các bác giá 15 triệu 2. Tiếp theo đây là Kenwood 990 Class A các bác nhá. Bát 32, màng carbon, thân mút, trung đôm chép đôm đó các bác. Thùng vách đẹp xuất sắc các bác nhá. Cái càng cũng đẹp xuất sắc luôn. Giá cực kỳ yêu thương ngon trời, có hai cái tinh chỉnh. Đó các bác. Con này thì thông số kỹ thuật của nó đây, em sẽ quay luôn thông số của các bác tham khảo. Thông số của nó là 190W 6 ohm các bác nhá. Thùng vách là đẹp luôn. Đó các bác. Chưa vệ sinh nhưng mà rất là đẹp các bác nhá. Đó. Thì với một cặp loa zin nguyên bản đẹp xuất sắc như này thì giá không bao giờ dưới 9 triệu rưỡi các bác nhé. Với con 990 đó, Class A các bác nhé. Thì dòng này em đang để các bác giá rất rẻ. Cặp này có thể vừa nghe vừa hát được của Kenwood. Nó tính năng nó tương tự như những dòng kiểu này các bác. Nó tương tự như những dòng D77HR các thứ các bác. Nó tương tự như vậy các bác nhé. Nó sẽ tương tự như những dòng D77HR thùng đen này các bác. Đó. Nhưng mà cặp Kenwood 990 Class A này thường thì nó sẽ được ưa chuộng hơn những dòng D77HR này. Bởi vì là cái dòng này là dòng cuối số của thằng Kenwood. Và em để các bác giá rất rẻ luôn. Bát 32 các bác nhé. Công kiềng đẹp. Nó loa dạng tháp rất là đẹp các bác nhé. Những dòng loa này để vế trái vế phải rất đẹp các bác ạ. Hai vi tinh chỉnh 190W một thùng. Thì để các bác cặp này, em để các bác giá cực kỳ rẻ là cặp này là 7 triệu 700 nghìn đồng đó các bác. Có 7 triệu 7 thôi. Đó, chưa đến 8 triệu đồng các bác nhé. Rẻ hơn bình thường rất nhiều các bác. Rẻ hơn rất nhiều các bác nhé. Tiếp tục là Yamaha NS500 Monitor được các bác. Người ta hay nói rằng là loa Yamaha là dòng loa
Cái này lau lau sạch các bác nhá. Đó, màng này là em chưa lau đâu các bác ạ. Đó, màng của dòng 500 monitor thì con nào 10 con về cả 10 con như vậy các bác ạ. 10 cặp cả 10 cặp như vậy, kể cả dòng NS690 nữa đó các bác. 10 cặp cả 10 cặp về là như vậy các bác nhá. Đó. Còn cái này thì hút được các bác nhá. Đây này. Nó cái này là dí vào là hút được các bác nhá, hút ra được. Đó các bác. Nó luôn tình trạng loa là không tân trang không gì hết, đẹp xuất sắc các bác nhá. Như đây là đẹp. Hàng bãi là như này là đẹp, không tông mông má gì hết các bác. NS500 monitor bình thường cặp này nó khoảng dao động khoảng 9 triệu. Rồi thì 9 triệu rưỡi hoặc là 8 triệu 6 gì các bác nhá. 200W một thùng, 6 ohm, nó có hai vi tinh chỉnh. Dòng này thì nghe nhạc cực kỳ hay các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua một cặp loa Bass 30 chất âm kiểm âm dòng monitor kiểm âm các bác thì đây là một cặp loa có chất âm chất lượng cao các bác nhá. Đó các bác, đứng ngang cơ với những dòng JBL 4312 luôn nếu các bác phối ghép cặp loa này với những dòng, thứ nhất là dòng Yamaha NS, dòng Yamaha CA1000, CA2000, cái dòng âm ly Yamaha vỏ gỗ các bác. Hoặc là các bác có thể phối ghép với những cái cặp âm ly kiểu như thể là Pioneer mặt phay. Đó, hoặc là săn xui mặt bằng chanh đó các bác. Ghép với những cái dòng Yamaha này cực kỳ hay các bác nhá. Đó. Hoặc là những dòng săn xui có mạch an phách ba lăng, ví dụ như những dòng Xtra này. Đó, hay là dòng DR này các bác, đó nó cũng tương tự như dòng XR các bác nhá. Đó, dòng mặt đen mà đời cao thì nó vẫn chơi vào đây rất hay các bác nhá. 500 monitor. Đó các bác, cặp này để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. 7.300.000 đồng. Đó các bác, bình thường giá nó khoảng 8.3 đến 9.5 triệu các bác. Giá rất rẻ các bác nhá, 7.3 thôi. Một cặp loa Bass 30 chất lượng cao của Yamaha. Gân nó gân vải tẩm dầu các bác nhá. Đó, gân vải. Cái này em sẽ lau vệ sinh là sạch. Em lau cho anh cái loa này luôn. Đó, em lau sạch sẽ cho anh. Đó, MX10 này các bác, MX10 siêu đẹp luôn các bác. Cặp loa tuyển chọn Technic FB MX10, cặp này là cuối số của nhà MX các bác nhá. Đó. Dòng này chất âm cực kỳ hay luôn đó các bác. Nếu mà để mà trong tầm tiền con này so với D77 2X thì con D77 2X của Onkyo còn lâu đã có cửa so với tiếng này các bác nhá. D77 XX thì thường các bác hay thích những dòng đó, thực tế là D77 XX hay là D77 trơn ở đây các bác. Em nói thật các bác luôn, mở lên thì tiếng nó cũng không khác biệt các bác nhá. Em khẳng định các bác là như vậy luôn. Đây. Còn một cặp D77 trơn trong này các bác. D77 trơn thì tí em thành lý các bác tiếp. Đó các bác, đây này. Dòng nhấc cho anh con D77 trơn ra đây em. Cặp D77 trơn trong này đấy. Nhấc ra đây cho anh. SB MX10 các bác nhá. Để các bác cặp này giá cực kỳ rẻ luôn. 13.500.000 đồng. Giá rẻ bình thường khoảng 2 triệu, bình thường nó khoảng 15 triệu rưỡi 16 triệu các bác nhá. FB MX10, riêng cái rốn này của nó có nhìn gấu không các bác? Màng carbon các bác nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, loa zin toàn tập, siêu đẹp luôn các bác nhá, góc cạnh luôn. Cặp này thì nó có cái Bass 32, thông số kỹ thuật của nó sẽ quay phía sau các bác xem đấy ạ. Con này của nó 6 ohm các bác nhá, và công suất của nó là 120W danh định. Đó, 120W din, công suất đánh liên tục 120W. Nghĩa là cái công suất thổi của nó phải gấp đôi cái công suất 77HR này các bác, dã man luôn. Các bác lưu giữ em nhá. Cực kỳ khủng các bác. 77HR đánh quá kinh rồi các bác. 77HR này để các bác giá thanh lý rất rẻ luôn. Đó. Em có một cặp 77HR. Đó các bác. Màng carbon các bác nhá. E căng còn đẹp luôn. Nói chung E căng này E căng bọc lại các bác nhá. Em nói luôn E căng này bọc lại các bác. Con nào E căng bọc lại em báo bọc lại luôn các bác ạ. Đó. Lưới zin nó khôn hơn hẳn cái lưới bọc lại các bác nhìn đấy ạ. Nó khác hẳn hoàn toàn nên lấy bọc lại các bác. Nên là cái e-căng em cũng phải thông báo tình trạng các bác luôn. Bọc lại là nói bọc lại các bác nhé. Và cái 77HR này, thùng đen này. Đó, nhà em có 77HR thùng vàng các bác nhé. Thùng vàng, thùng đen. Thùng đen em để các bác giá rất rẻ luôn. Để các bác giá là 7 triệu cặp thùng đen này. Đó các bác, 7 triệu các bác nhé. Cặp thùng đen 7 triệu. Đó, 77HR 230W một thùng. Còn thùng vàng các bác nhé. Đây là HRX các bác. Đó, nó cũng như nhau thôi. Khác một chút về cái concept của các bác. Về cơ bản như nhau, HRX thùng vàng. Đó các bác. Bình thường bọn em bán rẻ nhất là tầm 8.8 triệu thôi đó các bác. Thì các bác lấy trong cái đợt này các bác nhá. Bình thường cặp này có thời điểm lên 11.5 triệu các bác. Để các bác cặp 77HR thùng vàng siêu đẹp các bác nhá. Thùng vách là siêu đẹp luôn các bác. Thì càng đẹp luôn đó các bác. Thì 77HRX. Đó. T-bon đó các bác. Cặp này để các bác giá Bass 30 à Bass 32 gần nó gần cũng là gần tầm dầu các bác nhá. Các bác có thể vừa nghe vừa hát trên những dòng này hoàn toàn hợp lý các bác nhá. Còn âm ly thì các bác chơi với 607 trở lên là ngon. Tí em sẽ thanh lý khoảng 15 16 con âm ly nữa để các bác chơi với những cái cặp loa thùng nặng này. Tất cả những cặp loa thùng nặng này các bác phải chơi những chiếc âm ly phải 8 sò lực. Đó thì nó mới chơi được.
Thì 77HRX này em để các bác thùng vàng thôi nhá. Giá là cặp này để các bác giá là 8 triệu tròn. Các bác để các bác giá 8 triệu tròn, rẻ hơn bình thường khoảng đôi 3 triệu các bác nha. Đó, 8 triệu tròn. Còn đây là Sony 333ES đó các bác. Đó, ê căng thì cũng đẹp nhưng một chút sờn ở đây các bác nhá. Chuyện bình thường các bác. Một chút sờn ở đây. Đó các bác. Ê căng zin cho bọc lại các bác nhá. Thì thùng vách thì đẹp như mới rồi. Thùng vách thì không phải bàn các bác nhá. Thùng vách như mới luôn. Siêu đẹp luôn các bác. Sony 333ES đây là một dòng loa cao cấp của Sony các bác nhá. Dòng loa cao cấp màng carbon. Các bác nhìn cái con bát em thả ra các bác ạ. Đó, các bác nhìn độ động nó ấy ạ. Nó nhún nhảy luôn, nó mềm giống hệt những dòng JB các bác nhá. Cái bát mà được dí vào mà thả cái độ động như này các bác. Đó. Nó nhún đi nhún lại như để có sóng các bác. Thì nó độ động này rất là tốt các bác nhá. Cái côn nhện và cái màng của nó phải thiết kế cực kỳ nhạy nó mới làm được điều đó các bác ạ. Đây, nó đong đưa rất tốt các bác nhá. Cực kỳ mềm luôn. Thì đây là một cặp loa cao cấp của Sony. Đó, G333ES, cặp này hiếm ấy các bác. Cái này các bác trên mạng các bác mua chỗ nào rẻ nhất khoảng 11 triệu rồi, cặp này các bác nhá. Chưa chắc thùng vách đẹp như vậy đâu. Tuyến loa siêu đẹp luôn các bác nhá. Cái rốn này rất nhiều nơi thay rồi các bác nhá. Đây rốn zin nó các bác nhìn này, rốn zin của nó các bác nhá. Đó. Dòng này về thì nó rất hay bị nổ cái rốn này, các bác cái rốn này này. Nó bằng cái chất liệu nhựa tổng hợp. Đó, nó rất có những cặp ấy, nó không biết do khí hậu hay gì nhưng mà em về được mấy cặp ngày trước ấy, em có dính cái dòng này rồi. Nó bị vỡ tự vỡ các bác, nó giòn tự vỡ nhưng cái cặp này của nó rất cứng các bác nha. Đó, còn rất đẹp luôn. Còn lưu giúp em. Đó. Nên là cái cặp này thì rất là đẹp, tình trạng xuất sắc luôn, góc cạnh các bác nha. Góc cạnh luôn, xuất sắc. Cặp này để các bác giá rất rẻ luôn. 9 triệu rưỡi các bác nha, 9 triệu rưỡi. Giá rẻ bình thường khoảng 2 triệu các bác. Cực kỳ đẹp các bác nha, 9 triệu rưỡi. Sony. Cực kỳ chất luôn. Dòng này chất âm khỏi nghĩ luôn các bác nha. Một trung đôm màng carbon. Đó, và một chép đôm. Đó, màng gốm rất là chất các bác nhá. Màng gốm ceramic. Con này là một cái cặp loa rất là hay trong cái phân khúc tiền mà dưới 10 triệu để mà các bác mua được. Nó hiếm lắm các bác, 333ES này cực kỳ hiếm luôn. Một năm chắc thợ như bọn em gặp được 1-2 lần đó các bác. Đây cặp này còn hiếm nữa này, Mazang LS80 này, cặp này cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Bắt đầu có nhu cầu sở hữu cặp loa này thì các bác giá rất rẻ luôn, 8 triệu 6 thôi. Đó, LS80. 8 triệu 6 các bác nhá. Chép điện LS80 các bác. 8 triệu 6. Các bác nhu cầu sở hữu cặp loa này, chép điện các bác nhá. Chất âm của nó thì khẳng định là đỉnh hơn 9001 của Pioneer các bác, mà rằng bát màng lõm các bác nhá. Ê căng đẹp xuất sắc luôn. Đó, để các bác giá cặp này giá là 8 triệu rưỡi cho các bác nhu cầu sở hữu. 90 dB 8 ohm cho các bác. Hai vi tinh chỉnh. Cặp này cặp xuất sang thị trường Mỹ các bác nhá. Xuất Mỹ. Đó, để các bác giá 9 triệu rưỡi. À xin lỗi các bác, 8 triệu rưỡi, em bằng màn 9 triệu rưỡi giảm luôn. 8 triệu rưỡi các bác nha, giảm luôn 1 triệu luôn các bác. Thanh lý lốt, trong kho còn gì thanh lý lốt luôn. Đây này, Diatone 77X này các bác. Đó, Diatone 77X. Và Diatone 77, 73D, đó các bác, hai cái mẫu này. Nói chung là hai mẫu này rất là hay đây. 77X và 73D các bác nha. Hai cái mẫu này thì đều là cho cái chất âm vừa nghe vừa hát rất tốt các bác ạ. Và nhất là 73D này các bác mà ghép với những dòng âm đi săn xui thì cực kỳ hợp. Và âm đi Pioneer mặt phay nữa. Rất hợp luôn các bác nhá. 73D này để các bác giá 7 triệu cặp này. Đó. 77X này để các bác giá là cũng hai cặp này đều giá là 7 triệu luôn các bác. Giá rẻ bình thường cả 2 triệu các bác nhá. 7 triệu một cặp các bác. 77X và 73D các bác giá cực kỳ rẻ luôn các bác. Tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhá. Đó các bác nhu cầu sở hữu. Em nói chung là loa về em không đánh gông kiềng đâu, em không mài đâu các bác nhé, để nguyên như vậy các bác. Đó các bác chơi, để nguyên như vậy luôn, góc cạnh các bác, 7 triệu đồng các bác. Tiếp tục đây là dòng Onkyo M90 còn một cặp duy nhất trong cửa hàng nhà em. Có cặp này bình thường khoảng 12 triệu. Em để các bác cặp này rất là rẻ luôn, Onkyo M90 các bác. Để các bác giá ưu ái luôn, 9 triệu 8 các bác nhé, M90. Đó, tép tên lửa các bác. Chất âm quên sầu luôn các bác nha. Riêng con bát này là con bát nó trên dòng Onkyo 100 monitor các bác. Onkyo 100 monitor con bát giống hệt luôn. Cặp này chất âm cực kỳ hay, lỗ thông người phía trước các bác nha. Giá cặp này giá 9 triệu để các bác giá 9 triệu 800 nghìn đồng các bác. Giá cực kỳ tốt luôn các bác nha. Chưa đến 10 triệu. Đó.
Và bác nào có nhu cầu sở hữu dòng loa cao cấp là Onkyo 2001 đó, hàng VIP, hàng tuyển chọn các bác nhá. 2001 siêu đẹp các bác. Sở hữu cặp loa này các bác chơi thì khỏi phải nghĩ luôn, dòng kiểm âm. Đây những cái dòng loa gọi là người ta gọi là siêu cấp các bác nhá, siêu cấp của những cái thương hiệu Nhật. Những dòng này thì các bác có thể hoàn toàn cạnh tranh sang phẳng với những cái thương hiệu đến từ Nhật, à đến từ Mỹ hay là đến từ châu Âu. Nói về chất tiếng các bác nhá, gông của nó kiềng zin màu rất đẹp các bác nhá. Màu lơ lơ vàng chanh rất đẹp các bác. À, cặp loa này để các bác giá cực kỳ tốt luôn. Bình thường nó khoảng 28 triệu, 27 triệu. Em để các bác giá cặp này 25 triệu bác nào nhu cầu sở hữu. 2001 siêu đẹp các bác nhá, 25 triệu. Đó các bác. Hàng tuyển các bác nhá. Đây em sẽ bóc cái căng ra các bác. Cái căng chưa bọc lại rồi các bác nhá, cái căng zin nguyên bản. Chưa bọc lại các bác nhá. Đó. Để các bác giá cặp loa này là 25 triệu. Đó, siêu đẹp. Đó, quay ra đây. À, tiếp tục này, 180 trơn này. Đó. 180 trơn và 180 A thì chất tiếng nó như nhau các bác. Các bác cân đối mà chơi các bác nhá. 180 A em đang có sẵn. 180 A thì các bác nhu cầu sở hữu thì em chỉ để các bác giá là khoảng 21 triệu thôi đó các bác. Và đây 180 trơn các bác nhá. Để cặp này rất rẻ luôn. 15 triệu các bác chơi. Đó, 15 triệu 180 trơn. Đó, loa đẹp xuất sắc các bác nhá. Các bác lưu duy em phải mua loa zin các bác nhá. Mua loa mà sửa chữa rồi thì con chung này của dòng 180 trơn và 180A rất hay bị lai màng các bác nhá. Đó, nó phải màu titan như vậy. Cái màng nó mạ một lớp tráng một lớp titan, nhìn rất là khôn. Chứ không phải là nhiều anh em thợ là mua cả cái màng này về sơn lại hết các bác nhá. Màng zin thì các bác. Đó. Hàng thì hàng để các bác giá thanh lý nhưng mà hàng đẹp các bác. Giá thanh lý tháng 7 nhưng hàng đẹp, hàng tuyển. Chứ các bác mua nhà em thì yên tâm đi. Đó. Cái gì em không dám hứa, chứ riêng chất lượng em dám hứa các bác luôn. 120W 6.3 ohm. Đó, còn hay hay dở thì tùy mỗi người. Có những người thấy 180A, 180 trơn nghe hay, nhưng có những người lại thấy thích nghe loa Bose hay hơn. Đó, cùng tầm tiền 15 triệu này có những người lại thấy mua loa Bose 301 CD3 thấy hay hơn. Đấy các bác. Đó, mua cặp 4.2 này nghe thấy hay hơn. Đó, có những người lại thấy 180A nghe hay hơn. Đó các bác. Cùng một bài hát luôn, cùng một chiếc âm ly luôn. Đó, tùy tai mỗi người. Thì quan trọng mua được hàng chất lượng các bác nha. Cứ hàng chất lượng mà chơi. Bose này 4.2 CD2 này 14 tầm rưỡi qua ngầu báo giá rồi các bác. 301 CD3 thùng vàng siêu đẹp 14 triệu này các bác. Đó, hai cặp này với nhau 500.000 các bác nha. Hàng chất lượng luôn, các bác nhìn chơi đấy. Các bác cứ mua những cái hàng chất lượng kiểu này nó với chất thì các bác. Đó, cứ chơi những hàng chất lượng này bao nó hay luôn các bác ạ. Đó, không thích phải thích rồi các bác. Mở lên không thích phải thích các bác nha. Đó, những cái dòng này. Nhất là có những chiếc âm đi phù hợp với nó để oánh thì chấm hết luôn các bác. Thì nhà em thì hiện tại rất nhiều mini đánh phù hợp với những cặp loa này. Đó thì 180 trơn 15 triệu siêu đẹp các bác nha. Các bác hai vi tinh chỉnh, e căng zin chưa bọc lại các bác nha. 180 trơn. Giá cực kỳ tốt rồi so với bình thường này, tốt hơn 2 triệu các bác nha. Đây 77HDX thì vừa nói các bác đấy, giá 8 triệu rồi. Thùng vàng rẻ hơn bình thường khoảng đôi 3 triệu rồi. 77FX 25 mã các bác nha. Cũng 8 triệu luôn, để các bác giá thành lý luôn. Các bác mua một cặp duy nhất luôn. Đẹp các bác nhá, chưa vệ sinh đâu nhưng rất là đẹp các bác nhá. Đó, gồng kiềng sáng quắc luôn. 8 triệu đồng thôi, cặp này thì cũng vừa nghe vừa hát. Những cặp này đều hơn 200W hết các bác. Diatone 77HDX đây, thông số của nó là 230W một thùng các bác nhá. Đó, 6 ohm. Còn thằng Onkyo D77 này thì là cái thông số của nó là 200W đó các bác. 6 đến 4 ohm 200W các bác nhá. Đó. Còn đây em có một cặp mà loa hiếm, gọi là loa không gân, loa bát. Dòng này là dòng 2 bát 25 của thằng Pioneer được các bác. Không gân các bác nhá, dòng này không có gân đâu các bác. Nó là nhện kép. Đó, nó có dòng nhện kép, nhện đôi các bác, ở đằng trong có nhện kép ở đằng trong. Dòng này rất khủng các bác nhá, 200W một quả này, một thùng này các bác. Đó, made in Japan. Dòng này là dòng HF10, đó đều là dòng nó khủng các bác. Đây là dòng là theo mẫu cây. Còn HE10 thì nó là dòng theo mẫu thùng kiểu này. Nó dòng thun lùn nó các bác, còn dòng này nó dòng cây cột chân dài các bác. Thì cũng là hai con bát này đánh cực kỳ lực các bác nhá. Các bác thích cái tiếng bát nó dã man con ngàn thì cặp này em bảo các bác đập chết những cặp sạc Vin bát 40 luôn nếu nó tiếng bát các bác nhá. Mềm hơn, sâu hơn. Cái công nghệ không gân của Pioneer dã man các bác. Một số cặp loa Bookshelf cũng có cái bát không gân này các bác nhá. Cái cặp loa Bookshelf bát không gân nó khoảng 4-5 triệu một cặp rồi các bác. Các bác cứ đi tìm trên mạng đi.
những dòng bát không gân công nghệ cao của thằng Pioneer các bác nhé. Nó sử dụng một một chép này, một chung giấy này, đó, màng lơ xanh rất đẹp các bác nhé. Và hai con bát không gân, mở ra cái củ nó kinh khủng luôn các bác nhé. Đó, em sẽ bảo anh em ơi hạ mở cho cái củ này ra, lấy cho cái lục lăng, bộ lục lăng đây, hạ mở cái củ ra. Đó, trong thời gian đợi anh em mở củ cái loa này ra thì em sẽ quay cho các bác xem tiếp hai cặp này là thật sự các bác tồn tại trong cửa hàng em rất lâu rồi. Đây là dòng loa rất hay của Victor các bác nhá. SX551 và 521 đều là bản limited hết các bác nhá. Đấy, những cái mẫu này là mẫu rất khủng, nặng mỗi thùng khoảng trên 30 cân. Mẫu loa thuộc dạng là cao cấp của hãng Victor các bác nhá. Nếu mà chất tiếng của nó phải ngang ngửa với những dọc như thế là 180A kia. Tiếng nó ngang ngửa như vậy luôn. Đó các bác. Phân tần của nó cực kỳ gấu luôn các bác nhá. Nhấc phân tần ra cân được mấy cân luôn các bác. Cặp này của nó là thông số là 150W 6 ohm các bác. Và tối đa là 300W các bác nhé. Đó. Bên đây cũng như vậy luôn. Đấy, 300W các bác nhé. 6 ohm, hai cặp này thông số như nhau, thì khác cái là một cái là màng carbon thiên về bạo lực, một cái là màng giấy thiên về mềm mại các bác. Chơi một trong hai cặp này, tất nhiên hai cặp này đều có tiếng bass cực kỳ sâu. Chung và chép thì giống nhau các bác nhé. Đó. Khác nhau một chút về design nữa các bác, thiết kế các bác ạ. Cặp này thùng nó cao hơn một chút các bác. Thì cặp 521 này và cặp 511 này em đang để các bác giá đều giá thanh lý. Hai cặp này đều có giá đồng giá là 7.200.000 đồng một cặp. Các bác lưu giữ nhé, 7.200.000 đồng một cặp. Bình thường cặp này toàn 11 triệu với 9 triệu các bác nhé. 7.200.000 đồng một cặp. Đó, em để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đây anh em đang xoay cái bát của con Pioneer ra rất là khủng các bác nhé. Đó, và tiếp tục đây nữa. Cặp loa nữa là Pioneer 99T Win X, dòng loa high end của Pioneer, loa cây các bác. Đây ạ, siêu đẹp luôn đó các bác. Dòng này thì khỏi nghĩ luôn các bác nha, chất âm khỏi nghĩ luôn. Đây, căng zin nguyên bản, chưa bọc lại luôn, và đẹp xuất sắc. Gân cũng chưa phải thay các bác nha, gân lụa rất mềm luôn các bác nha. Đây này, cái này vệ sinh này hết các bác, bụi lông nó bám vào kèn này các bác, nó họng của nó còn nằm chết có cái họng kèn các bác. Dòng này dòng đẳng cấp của Pioneer rồi, chất âm khỏi nghĩ luôn các bác nha. Riêng dòng này rất khủng các bác. Các bác nhìn con bát của HE, các bác nhìn con bát của HE10 khủng không các bác? Các bác nhìn con bát nó khủng khiếp không các bác? Đấy, dã man các bác, từ kép các bác chưa? Bát hai nhện các bác. Tất nhiên rồi, hai lớp côn các bác. Tại sao ra tiếng bát? Nó là một lớp này nó sẽ ra cái tiếng bát chung này. Đây là siêu bát này các bác. Đó, nó sẽ có hai cái lớp nhện như vậy. Cực kỳ chất luôn các bác nha. Đó. Thì cái loa này em để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. Cái cặp này bình thường giá nó khoảng cặp này bình thường mười mấy triệu em nhỉ? Trước mình bán mười mấy triệu nhỉ? Cặp này em nhớ không nhầm là bình thường nó khoảng xem giá cho anh xem nào. Em nhớ không nhầm là nó mười nói chung cặp này em sẽ để các bác giá rất là rẻ. Rồi các bác em đợi anh em xem giá nhập về đã, để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. Thì các bác phân tần nó rất gấu nhá, loa zin nguyên bản. Mở ra thùng thơm nước luôn. Đó các bác. Xương nhôm đúc này các bác. Nói chung là những cái mẫu loa này rất là hiếm gặp trên thị trường các bác nhá. Đấy, các bác chơi cái chất này rất là chất luôn. Cái thằng này là thằng 99 Tewinix này, cuối đây cũng là cuối số của dòng Pioneer loa cây rồi. Hàng khủng các bác nhá. Để các bác giá 13.200.000 đó các bác, giá rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Bình thường cặp này có những thời điểm lên đến 20 triệu các bác. 13.200.000 các bác nhá. Giá cặp để các bác giá rẻ nhất thị trường luôn, siêu đẹp. Thông số nó đây các bác. Thông số nó đây các bác nhá. Cực kỳ chất lượng luôn các bác. Đây này, 99T Winix. Đó, 180W một thùng, 6 ohm Made in Japan. Thùng vách đẹp xuất sắc luôn, hai lỗ thông hơi. Đẹp từ con ốc đồng các bác, rất là đẹp luôn. 13.200.000. Giá này là giá dọn kho các bác nhá. Không bàn nhiều về giá các bác. Đấy, cái cặp kia em sẽ xem giá nhập về bao nhiêu để các bác giá đấy luôn. Giá rất tốt luôn. D77 các bác, đây này. Một cặp còn nguyên một cặp D77 thùng đen. Rất đẹp các bác nhá. Vừa nghe vừa hát. Đó các bác, cặp này thì công suất của nó là 200W các bác nhá. Đó, 6 ohm. Hàng đẹp rồi các bác, hàng tuyển không phải bàn nhiều các bác nhá, góc cạnh luôn. Nói chung là cặp này từ A-căng chưa bọc lại luôn. Loa mộc mạc các bác chơi, vừa nghe vừa hát các bác, đánh với những dòng Sansui Pioneer 717. Rồi thì những dòng Pioneer 8825 mã, thứ rất hợp các bác nhá. Chung là dễ phối ghép lắm, Onkyo D77 này. Để các bác cặp loa này cũng rất rẻ luôn. Cặp này để các bác giá là 8.300.000 đồng. Đó, 8.300.000 đồng thôi. Giá cực kỳ rẻ các bác nhá, bình thường khoảng 9-10 triệu một cặp các bác nhá. Đến 11 triệu một cặp này. Để các bác giá 8.300.000 thôi, siêu đẹp các bác nhá.
Đó, D17. Cặp này giá bao nhiêu em? Cặp này thì em nhớ không nhầm là đợt trước em có bán cặp này là có một chiếc có một cặp. Cái trước về một cặp bán nhớ không nhầm là khoảng cặp này khoảng 12 triệu hoặc là 11 triệu rưỡi gì đấy. Các bác nhu cầu lấy cặp loa HM10 này nha các bác nhá. Để các bác giá cặp này là 10 triệu 500 các bác. HM10 các bác. HF10 các bác 10 triệu 500 các bác nhá. Bát 25. Hai lớp nhện các bác dã man luôn. Các bác lưu ý giúp em. Dòng loa này khủng, không phải bán nhiều các bác nhá. Đó, 10 triệu 500. Các bác chơi với những cái cặp loa ở đây thì các bác cứ chơi cho em với những chiếc âm đi Sansui này, bắt đầu báo giá một đống Sansui các bác chơi các bác nhá. 657 XDcat này, cứ ghép với những dòng bát 30 của Pioneer trong video clip này. Hoặc là các bác ghép với những cái mẫu bát 30 này cũng rất hay các bác nhá. Chỉ vàng, giá cực kỳ tốt luôn. Đó, để con này các bác giá, để các bác giá 7 triệu rưỡi các bác nhá. 7 triệu rưỡi thôi. Đó, các bác. À, tiếp tục là 677 FX trà này, 4 triệu 3 này, con giá thanh lý luôn, 4 triệu 3 rồi. Cực kỳ ngon các bác nhá. Tất nhiên con âm đi này công suất toàn trên 200W đấy các bác. 200W này. Còn 677X được cát thì thông số của nó là 230W các bác nhé. Còn con 677X này này, nó cũng 200W. Con này để các bác giá cũng thanh lý luôn, hồi gỗ rất đẹp các bác nhé. Là con này để các bác giá 4.200.000 đồng. Các bác 4.200.000 đồng. Các bác chơi những cái cặp loa đấy chơi hết luôn, 8 sò. Các bác tiếp tục đây là 677DR này các bác. Em có một cái đầu Onkyo giải mã kèm CD này các bác, thanh lý các bác giá 1 triệu 2 các bác nhá. Có cả chạy được cả loa búp xeo nữa luôn. FT7GX các bác nhá, thanh lý 1 triệu 2. Lâu lắm rồi không quay mấy cái loa, mấy cái đồ nhỏ nhỏ các bác. Thanh lý 1 triệu 2 các bác nhá, vệ sinh sạch, vệ sinh là sạch rồi các bác. 607DR, đó Alpha X3 lăng, ruột như 607XR luôn. Đó, hai con này ruột giống hệt nhau luôn các bác nhá. Đó mà giá rất tốt, 607XR để các bác giá 7 triệu rưỡi này. Siêu đẹp màu đen các bác nhá, công suất là 250W. 607DR 250W để các bác giá con này cực kỳ rẻ luôn, 6 triệu rưỡi thôi, đó các bác. Đều các bác giá cực kỳ rẻ các bác, để chơi những cái mạch Alpha X3 lăng này các bác, chất âm rất hay luôn các bác nhá. Công nghệ mạch này rất là hay các bác lưu giúp em. Đó. 607X tra này các bác. Đó, để các bác giá 6 triệu 8 thôi, bình thường 7 triệu rưỡi các bác. 607 mặt gương này các bác nhá. Để các bác giá con này cực kỳ rẻ luôn. Bình thường con này rẻ nhất phải tầm độ 5 triệu rưỡi rồi. Để các bác giá 5 triệu mốt các bác nhá. 607 mặt gương. Duy nhất một con thôi, giá thanh lý các bác nhá, 607 mặt gương. Đó các bác, 8 sò. Các bác chơi những con này khỏi nghĩ luôn. Riêng 607DR thì các bác chơi thật sự chất âm nó vượt hơn tầm tiền rất nhiều các bác nhá. Đó, nói về 607DR, cái đời của nó cao hơn cả XR cơ. Nó mà nó giá lại rất là tốt, cao hơn cả lưới cha, nó có đời rất cao các bác nhé. Mặt đẹp, các bác giá chỉ có 6 triệu 8 thôi. Cực kỳ chất lượng luôn các bác. Đấy thì em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Có yêu cầu sở hữu những cái mẫu loa nào trong cái video clip này hay là sở hữu những chiếc âm ly chất lượng của Sansui thì em thanh lý đấy, cả nhà em còn ở đây Sansui. Nó khoảng độ sang tuần thì em sẽ về một lô Sansui và Pioneer nữa rất nhiều. Các bác hãy đợi trong đợt tới rất là nhiều hàng khủng các bác nhé. Đó. Và 8.800 là mã này các bác. Đó. Đấy, để các bác giá rất rẻ các bác nhá. 8.800 là mã các bác nào nhu cầu sở hữu các bác. Để các bác giá thanh lý luôn, 4 triệu 8 một con này. Giá cực kỳ rẻ, đẹp xuất sắc các bác nhá. Giá rẻ như mua buôn luôn các bác. 4 triệu 8 rồi, giá cực kỳ rẻ các bác nhá. 8.800 là mã. Các bác nhanh tay sở hữu 4 triệu 8 rồi các bác nhá. Và thằng này là 780D các bác. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Những con này bình thường giá khoảng độ 9 triệu, 10 triệu 780D các bác nhá. Em để các bác giá cực kỳ rẻ đời đông 780D. Đó. Giá để các bác giá 6 triệu rưỡi các bác nhá. 6 triệu rưỡi thôi, thanh lý các bác. Đó các bác. 1090 đen các bác nhá. Hàng khủng của nhà đời đông các bác. Đây. Đó các bác. Nó chính là con 1090G, nó sẽ là màu vàng. 1090 trơn nó là màu đen, ruột gan như nhau. Chẳng qua 1090G là nó là gold các bác, nó viết tắt của từ gold ấy, bản màu vàng thì không có gì khác nhau đâu các bác. Màu đen thì nó bình thường vẫn cửa đất à, ruột như nhau các bác nhá, 100% giống nhau. 1090G thì nhà em đang để các bác thanh lý giá 15 triệu, còn con này để các bác giá thanh lý là 12 triệu. Đó các bác. Đó 1090 đen. Cực kỳ lực các bác nhá. 200 nhớ không nhầm con này 270W hay sao ấy. Các bác chơi bốt 601 tới bốt 301 rất là hay các bác. Với những dòng loa này rất là hay các bác nhá. Đó thì em cũng xin tạm hết video ở đây. Video sau sẽ có rất nhiều
âm ly để lên sóng các bác lựa chọn thì các bác chơi. Các bác đến cửa hàng nhà em trong cái tháng 7 đến mùng ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, mùng 3 tháng 9 các bác đến nhà em. Cực kỳ khuyến mại rất là nhiều. À, về giá các bác nhá, giảm trực tiếp về giá các bác đến nhà cửa hàng. Có rất nhiều những mẫu loa xịn đó, em cũng không thể quay hết được, và âm ly nữa. Ngoài ra có những mẫu Luckman rồi thì JBL thứ thì nói chung là anh em bọn em đang muốn thanh lý hết bỏ những cái mẫu loa Nhật này để mà em cho lên kệ những cái mẫu loa Mỹ các bác đó. Thì các bác, đây là một cái thời điểm cực kỳ đẹp để các bác chơi những cái mẫu loa Nhật này. Hoàn toàn những mẫu loa rất chất lượng các bác nha. Đó, để mà để đến cán cân thì cũng không thua kém so với loa Mỹ đâu. Quan trọng là phối ghép của những dòng loa Nhật này dễ phối ghép các bác. Đó, rồi em xin kết thúc video ở đây. Xin kính chào các bác.